Thưa quý vị, giúp nhau chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập và hỗ trợ cộng đồng là những hoạt động có ý nghĩa được các cấp hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng tích cực triển khai trong nhiều năm qua thông qua mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương. Đều đặn mỗi tháng một lần tại nhà văn hóa cộng đồng phường Hòa Cương Bắc luôn rộn ràng tiếng cười nói của các cụ ông cụ bà. Đây là địa điểm sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thuộc hội người cao tuổi phường. Buổi sinh hoạt với sự tham gia của 50 hội viên. Là một thành viên của ban chủ nhiệm thì cô tham gia trong câu lạc bộ với mong muốn là các thế hệ chúng ta tự giúp đỡ lẫn nhau để có sức khỏe tốt, để có những cái hoạt động vui, để có mà sống có ích, sống vui, sống khỏe và đem cái sức khỏe đến cho cái niềm vui đến cho cộng đồng trong khu dân cư. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức luyện tập thể dục dưỡng sinh và thực hiện hoạt động thăm khám sức khỏe cho các thành viên như đo huyết áp, cân nặng, kiểm tra tim mạch vào các buổi sinh hoạt định kỳ, mời cán bộ y tế tổ chức truyền thông tư vấn cho các thành viên về phòng chống các bệnh thường gặp, cách tự chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Ngoài ra, hoạt động văn hóa văn nghệ cũng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần cho các thành viên. Thành cô tham gia cái câu lạc bộ liên có thể cùng bộ ấy. Thứ nhất là vui được đi học hỏi mọi người. Mình mỗi lần đi mình cảm thấy phấn chấn. Cô 72 tuổi rồi nhưng mà cô vẫn là thích vui, thích khỏe. Tức là qua cái tham gia cái câu lạc bộ này thì người nào mà có những còn năng khiếu ở lĩnh vực nào thì có thể tham gia được rất nhiều cái câu lạc bộ. Ví dụ như là câu lạc bộ dưỡng sinh, rồi câu lạc bộ khiêu vũ, rồi câu lạc bộ cờ tướng, cờ vua, rồi câu lạc bộ truyền hơi vân vân. Thì như vậy tức là qua các cái hoạt động thể thao để nâng cao cái sức khỏe của mình. Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã thành lập 20 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Các câu lạc bộ có những hoạt động phù hợp mang lại lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc, rèn luyện, giúp người cao tuổi có sức khỏe tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Dự kiến năm 2023 sẽ tiếp tục có thêm 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố được thành lập mới.